Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương từ khắp bốn phương trời. Dạ vâng, thưa quý vị, trong buổi đầu năm thật là vui Thanh Lan đến thăm MC Quốc Thái tại chính ngôi chợ của Quốc Thái à quý vị ơi. Thật là một sự kinh ngạc, là tại vì Thanh Lan không ngờ là Quốc Thái có thể bạo gan mà mở một cái chợ to như thế này. Nhưng mà lần đầu tiên đến đây là đến với đoàn phim Mẹ Con Phải Làm Gì Đây, và sau Tết có lẽ là quý vị sẽ được xem phim đó. Và Quốc Thái ơi, cho chị biết là chợ được tên gì thế? Dạ. Trước hết cho em xin phép chào chị Thanh Lan, dạ. Chào quý vị khán giả của chị Thanh Lan ngày hôm nay. Thưa chị, trả lời cho chị là cái này, cái chỗ này là cái trung tâm mua sắm và ăn uống, nó không phải là cái chợ. Tại vì chỗ này không có bán thịt tươi, gà tươi, heo tươi. Thành ra cái này là một cái trung tâm ăn uống và mua sắm. Có ăn uống là vui rồi. Nó kêu là QT Golden Marketplace and Food. Vâng, thưa quý vị, tất cả những cái gì mà quý báu nhất trên đời chúng ta thường hay so sánh với lại vàng, thì đây là một cái chợ, trung tâm vàng. Vào đây quý vị, tất cả những cái gì quý vị gặp trong này, thấy trong này đều đẹp, và những món ăn đều rất ngon. Hồi nãy giờ Thanh Lan đi vòng vòng tìm mà chưa biết chọn cái quán nào, tại vì quán nào nhìn cũng hấp dẫn cả, nhưng mà đây là có vẻ Tết nhất này. Đấy, đây là bao nhiêu là đồ dễ thương chua, hả chị hả? Đồ chua là giống lại Tết bên Việt Nam không? Đó, cho nên Thanh Lan đã chọn cái chỗ này để hai chị em ngồi để mà hàn huyên với nhau trong buổi đầu năm. Thế nên trước hết thì xin thân ái chúc Quốc Thái luôn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và phát tài nhé. Đấy, đầu năm thì ai cũng thích phát tài đúng không? Cảm ơn chị Thanh Lan rất nhiều. Cảm ơn tất cả khán giả ở đây. Một điều mà Quốc Thái nghĩ rằng là trong cái năm 2023, sau cái 22 rồi thì mọi người trong chúng ta cần cái đầu tiên là sức khỏe chị nhỉ. Và em thấy chị càng ngày càng trẻ ra. Em làm việc với chị bao nhiêu chục năm rồi? Mấy chục năm rồi kinh nhỉ? Vâng, từ ban nhạc Mấy Bốn Phương cho đến MC Khanh rồi phiếu chị qua... Tới Mỹ này là chị qua được 30 năm rồi đấy. Yes, nhanh quá chị nhỉ. Thời gian. Nhưng mà em thấy chị chẳng có khác đổi sau 30 năm cả. Chị thấy em cũng chẳng có khác gì hết. Không, em già đi chị ơi. Không, mà em cất tiếng nói lên là chị hết hồn. Tại vì giọng em quá tốt rồi, cho nên chị cũng cố gắng chị nói theo em. Đó, thì trước hết thì chị cũng xin mời em giới thiệu cùng với khán giả của Thanh Lan Show. Vì đâu mà em có cái ý định mà tìm ra được cái chỗ này để mà mở một cái nơi khang trang như thế này, làm cho chị rất là hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam đó. Hay quá, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị cũng như là camera crew đã đến đây ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là trung tâm mua sắm và ăn uống gọi là QT Golden Marketplace. Sau 2 năm khi mà Covid mà nó tấn công tại Mỹ này đó, thì em lọt vào trong cái vòng luẩn quẩn đó. Và lúc đó thì em đang xây dựng cái chỗ này. Cái chỗ này là ngày xưa là cái chợ 99 cent. Nó chỉ là 4 bức tường thôi, nó không có một cái tiệm ăn gì cả. Nó chỉ là 4 bức tường thôi, rồi họ bỏ hàng hóa vào đây. Mà trên con đường Garden Grove này là con đường rất là gần cái khu lưu đồ Sài Gòn của mình. Đúng chỉ rồi. Có 5 phút thôi. Đúng thì rồi. Theo kịp đây là cái chỗ mà nó kêu là Korean Town. Mình có lưu đồ Sài Gòn Town đúng không? Nhưng mà đây là Korean Town của người Hàn Quốc. Mà em chui được vào đây là em bảo rồi, em ra vàng mũi tẹt muốn vào đây để không cho họ biết. Cũng ra vàng mũi tẹt giống mình. Chị ơi, muốn họ cao hơn mình tí thì mình mắt họ hiếp hơn mình. Nhưng mà thưa quý vị, Quốc Thái muốn mang cái nền văn hóa ẩm thực của mình đến với lại người Hàn Quốc, và đặc biệt là cho những người Mỹ ở đây khu vực này. Thì thưa chị thấy bên kia có phở này, có hủ tiếu nè, có bánh khọt nè, có bánh xèo nè, thấy không?
có cơm phần gia đình này, có cơm tấm bì chả sườn nướng này, có bò bía, có mì gỏi cuốn này, có nem phúc. Thì thưa quý vị, người ta sẽ phải ngạc nhiên vô cùng, nhưng mà từ từ đó họ sẽ biết được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam mình. Và đây là những cái gì tốt đẹp nhất. Quý vị thấy không? Củ kiệu là rồi dưa món vào những ngày có vẻ Tết quá. Mà chị biết, chị thèm quá. Mà chị biết rằng là ăn bánh trưng. Yeah. Mà chị biết là người Hàn Quốc cũng có ngày Tết giống mình nhé. Nhưng mà chắc là đúng ngày luôn. Đúng ngày luôn. Đúng ngày luôn. Oh. Đó. Và thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì ở đây có khoảng chừng 12 cái nhà hàng ăn và hơn 14 cái cơ sở thương mại ở trong này để mà hoạt động, mà phần nhiều 80-90% là người Việt Nam của chúng ta. Ồ, mà em có biết là em là người khách đầu tiên của Thanh Lan Show không? Vậy đấy. Thì nguyên cái năm ngoái hả? Không, nguyên cái năm ngoái toàn ngồi nói một mình thôi. À, đây là lần đầu tiên mà chị đi vào một cái nơi đẹp đẽ như thế này để ngồi giữa cái khung cảnh rất là Tết như thế này. Chị rất là vui gặp em đầu năm. Ai mà gặp em đầu năm là chắc chắn là hên rồi. Tại vì lúc nào cũng tươi tắn, cảm lúc nào cũng hoạt bát. Em nghĩ rằng là em cũng hên rồi. Em gặp chị đây là đầu tiên nữa với là chị. Chị mong rằng em đem sự may mắn tới cho chị và chị cũng đem sự may mắn tới cho em, mặc dù là hôm nay mặc màu xanh chứ không phải màu đỏ. Màu xanh là màu địa tiền bạc, màu hy vọng đó. Nhưng mà thưa quý vị, phải nói rằng là chương trình của Thanh Lan Show đó là một trong những cái chương trình khác lạ hơn tất cả những người khác. Thì một solo mà cái chương trình của chị không chán. Không. Hơn cả năm, 2 năm rồi. Vâng, bây giờ đã 130 show rồi. Thì mà toàn ngồi nói một mình thôi. Yeah. Nhưng mà thật ra thì là tại vì toàn là trả lời câu hỏi của khán giả thôi. Yeah. Hay là khán giả yêu cầu nói tới ai thì mình nói tới người đó thôi. Quý vị nhớ cái ngày mà Thanh Lan qua bên Mỹ này, Quốc Thái phỏng vấn Thanh Lan, bây giờ Thanh Lan phỏng vấn lại Quốc Thái. Thì đấy, các phòng tới phòng lui đó. Chị đã từng đứng sân khấu với em nhiều lần. Ừ. Okay. Chị còn nhớ, không, lần cuối cùng là sinh nhật của chị tại Blue. Đúng rồi. Chị với em còn hát song ca mà. Đúng rồi, dạ, đúng. Thì đó, sau đó là bị cái nạn đại cũng dịch cho nên là không có dám làm show nữa. Ừ. Tới bây giờ cũng chưa có lấy lại chớn. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ nói chuyện với nhau cho vui ngày đầu năm đi. Dạ. Em muốn nói tất cả những cái gì về cái nơi này của em thì em cứ trình bày cùng với khán giả để khán giả đến với Garden Grove, đến với Quốc Thái, đến với Cutie Golden. Ồ, cảm ơn chị Thanh Lan rất nhiều. Đây là một người chị rất là dễ thương trong âm nhạc mà ngoài đời. Thì có lẽ rằng là quý vị không thể nào mà chê được chị Thanh Lan. Lý do đầu tiên, lúc nào cũng cười cả. Lúc mà chị mà có up, down, xuống thì chị cũng cười tươi như hoa. Chị lên sân khấu chị nói một câu là quý vị là những người mà cần có tự cười cũng như là cái tiếng hát của chúng tôi. Thành ra chị lúc nào cũng đưa tới. Mặc dù chị bệnh, chị ho trên sân khấu, chị vẫn tươi cười như thường. Thế cũng may. Cũng bang bang như thường. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chị Thanh Lan tới đây cũng thái xin phép quý vị được vài giây phút để giới thiệu về cái trung tâm mua sắm và ăn uống này. Thưa quý vị, ở trong này. Ok, chị Thanh Lan, trước hết đây là Hello Cafe nhé. Bên này là danh thái, chị muốn ăn cháo gà, chạm lại, cháo gà, cháo vịt, hoặc là miếng gà, miếng vịt. Ngon lắm luôn á. Ok, rồi chỗ này là phở you pick. Đây, phở you pick, có phở gà, phở bò. Rồi có cơm cả Hải Nam, chị chậm lại chút. Rồi đây, đây, ok. Đó. Đây là two hands, một cái thịt của người Hàn Quốc. Ở trong này họ chiên những cái hot dog đó chị. Ngon lắm luôn đó. Ok, ngon lắm lắm luôn. Rồi, phía bên này đó là gao vị tofu hao của người Hàn Quốc luôn. Mà họ nấu những cái food này là chị, ngon lắm luôn. Những cái soup. Xong rồi thau phu của đậu hũ á. À, rồi còn đây là lục phát ký, là cơm gia đình, cơm tấm, có điểm sắm, có chả giò, có bún chả Hà Nội, có bánh hỏi, heo quay, có lẩu mắm và rau. Còn đây là seafood holic, bán những cái con cá nướng da giòn, và những cái loại ốc, rồi gỏi, rồi lẩu, thịt heo quay, bánh hỏi, ngon lắm lắm luôn. Còn đây là cái quán ăn vặt ăn đông, it's beautiful for Hồ Việt Lộn nè. Yeah. Khói bốc lên. Rất là đẹp. Rồi cái bên này là có từ Be Vegetarian. Đó, rồi có bên này có Sài Gòn Noodle. Chỗ này bán hàng hóa. Rồi bên kia bán hàng hóa. Đó, bán hàng hóa chỗ này. Rồi và chỗ này là cái sân khấu. Mua sắm ở đây vui vẻ. Yeah.
Rồi đây là những cái mặt hàng ở trong này họ bán ở trên kia. If you can see over there, là cái sân khấu, stage over there. Đó. Rồi chỗ này là bán âm thanh karaoke, the system, là hệ thống karaoke cho nhà. Và here for những cái đau nhức, cái này mất ngủ, mất ngủ, dầu nóng à? Dầu nóng mất ngủ của Mỹ nha. Đó. Ở đây là bán những cái loại tóc giả như này. Bên này là quần áo của người Hàn Quốc, rất là đẹp. Đẹp lắm, nhiều đồ lạnh đẹp lắm. Dạ, anh đang lấy hạt chai bên này, với lại trầm hương ở bên kia, trầm hương đó, này curry. Này là ông thần tài tín nghĩa nè, ở Việt Nam đó, ngân hàng tín nghĩa đó chị. Ok, thần tài tín nghĩa này, ok. Sao ông thần tài ngân hàng tín nghĩa Việt Nam á, mà không sai luôn á. Vậy là không sai luôn. Đá quý. Đây mày. Đẹp ha. See? Beautiful. Đó, còn này là bánh trầm hương này chị. Mua sắm ở đây vui vẻ. Này là bán hàng Hàn Quốc về sâm cho sức khỏe, những cái máy đâm bóp, những cái shampoo để tóc tơ nâu, đấy, cái những cái bộ chảo không có dính của người Hàn Quốc, Nhật, những cái bộ mền lâu ngỗng, và những cái loại gối mà không có bị đau nhức hay là nhức đầu, thì mà người nào bị nhức đầu cái loại gối của Hàn Quốc này. Chị thấy ở trên này không? Cái chị nằm này là không bị, với lại chỗ này không bị đau gáy. Nó có những cái cục 500 máu nó chạy đều. Ok. Chị thích em tặng chị một bộ nè. Chị về chị nằm thử đi. Ok. Đến lúc cái cadeau. Chỗ này là về nail. Tất cả những sản phẩm về nail. Very beautiful, look here. FDA approved. And có những cái jewelry, ring jewelry. Yeah. A little bit for Lizzie. Yeah. Lizzie. Okay. Vui quá, chụp cái hình đi thế. Yeah, có chụp chung. Hello. Ici, ça fait très tête, là, tu vois. Happy New Year. Happy New Year. Okay. Did you get this? Loopy Loop, very famous smoothie, very famous. Okay. Yep. And check out the Hello Cafe. Yep. Này bắt đầu từ Hello Cafe, có bánh mì, có cà phê sữa đá, có cà phê trứng, có cà phê Việt Nam của mình. Bên cạnh đó có Danh Thái Restaurant, đây là chỗ mà chuyên môn gà và vịt cũng như là cháo và những cái loại bò lửa hồng rất là ngon của một người chủ nhân ở trong cái khu vực này. Và anh cũng có nhiều tiệm phở khác nhau, ở đây là phở Good của anh Danh. Rồi bên cạnh đó phở Yupik. Phở Yupik là một cái nơi chốn, một cái tiệm ăn, một cái nhà hàng mà rất là nổi tiếng về phở gà, phở bò, rồi bún bò Huế. Rồi có cả bò kho, cơm Hải Nam, cơm gà Hải Nam nữa. Cũng ngon tuyệt vời, quý vị tới đây ăn thử nha. Rồi bên cạnh đó thì có Two Hands, đây là một cái tiệm ăn hot dog của người Hàn Quốc chị. Nó là một cái franchise. Hy vọng rằng là trong năm tới đây Quốc Thái sẽ mang cái Two Hands này về Việt Nam. Cũng giống như trải dài ra từ miền Bắc đến miền Nam, Việt Nam chúng ta. Tại vì cái loại con dog này nó rất là hợp với lại những người thanh niên trẻ, thanh thiếu niên trẻ, họ thích lắm lắm luôn. Bên cạnh đó thì có Gabi Tofu House, là một nơi chốn mà quý vị có thể ăn những cái món của người Hàn Quốc. Rồi bên cạnh đó thì có Barbecue, bên cạnh có Lục Phát Ký, một cái nhà hàng của nổi tiếng của chị Tuyết Asia. Chị nấu cơm phần gia đình ngon tuyệt vời, mắm xào, mắm mặn, mắm canh. Rồi, em làm chị đấy. Thế này em mời chị ăn với lại. Chị mà ông dài, chị mà ông khen là để ăn luôn. Nãy giờ chị mới nhìn cái tiệm này, chị mới biết mấy tên là Quán Ăn Vặt An Đông. Làm chị nhớ chợ ăn đông hết sức luôn đó. Rồi có Lục Phát Ký, rồi có Seafood Holic là chuyên môn cá nướng da giòn. Em phải mời chị ăn cá nướng da giòn ở đây. Có giòn thật không? Ngon lắm, ở ngoài giòn là trông thơm, thật là thơm. Okay. Dạ vâng, thưa quý vị, Thanh Lan thì
chắc là vì có nốt ruồi ở đây, cho nên đi đâu cũng được người ta mời ăn hết. Mà ăn là cái mà mình rất là ngại ngùng, tại vì ăn là lỡ thì mình nở. Không, đến ngày hôm nay chị vẫn còn đẹp như thường, chị đừng có sợ. Vâng, là rồi còn chỗ này là... em ngồi được khoảng chừng 300-400 người ở trong này. Đây à? Cái parking lot ở ngoài rộng lắm quý vị. Thế nhưng mà nếu mà quý vị nào thích tới thì đây là cái địa chỉ nha, 9772 trên đường Garden Grove, ở thành phố Garden Grove, ngay góc đường Galway. Quý vị đi từ Phước Lộc Thọ đó, Little Sài Gòn tới đây khoảng chừng 7 phút đồng hồ thôi. 79772 trên đường Garden Grove, ở thành phố Garden Grove, và số điện thoại 714-867-6126. 867-6126. Ai nói lại hết trơn. Tại vì Thanh Lan nghĩ rằng Garden Grove cũng đâu có gì xa xôi, xa lạ gì với cộng đồng Việt Nam đâu. Rất là nhiều người Việt Nam có những cái trung tâm thương mại hoặc là những cửa tiệm mà ở tại Garden Grove. Thanh Lan thì suốt ngày cũng cứ phải đi về Garden Grove để mà hát trong các cái tiệm ăn. Thí dụ như Diamond chẳng hạn. Diamond Seafood. Thì là đối với người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ở đây thì đi Garden Grove chẳng có cái gì là xa xôi cả. Từ Westminster xuống đây, bố sao xuống đây 7 phút à? Có 7 phút thôi. Nó chạy đường Booker sẽ xuống đây là gặp ngay. Đúng rồi, chị cũng biết. Chị cũng biết nó nằm giữa bốc cất với Magnolia. Đúng chị rồi. Chị nhớ thế thôi. Xong rồi đi ra. Nhưng mà chị có đồng ý với em là cái parking ở đây tốt không? Sướng quá, rộng quá. Vâng. Mà vào trong này cũng rộng luôn. Sạch sẽ chị hả? Sạch sẽ. Ngay cả cái sàn cũng đẹp nữa chứ không phải là chị ở phía trên. Lạ quá, em mày. Chị rất là chúc mừng em. Vâng, rồi có bán kem nè, bán sầu riêng nè, đâu đầy đủ hết chị ơi. Vui lắm. Thành ra những người du khách phương xa đó, chị Hải Thanh Lan về đây là tới đây, ghé đến đây. Mà họ bảo là đây là thương xá QT, sau thương xá Phước Lộc Thọ, thương xá QT là cute. Vâng, thì đó, thành ra là Thanh Lan thấy rằng vào đây á là mình có tất cả những cái gì mà mình muốn. Không cần phải đi chỗ thứ hai nữa. Đúng tiện rồi. Quá trời luôn. Mà hồi nãy vào đây đậu xe cũng rất là dễ dàng. Người chỉ biết ở bên kia đó có những người làm sinh nhật rồi anniversary, họ tới đây họ mua được ăn ra cho họ lên sân khấu, họ hát cho nhau nghe, karaoke nhảy ra, thế là họ hát thôi. Rồi có những hội đoàn thể tới đây cũng dùng cái phòng bên đó. Nhưng mà chị hỏi em chứ em có chỗ này từ bao giờ? Một năm rưỡi rồi. Một năm rưỡi. Mở cửa một năm rưỡi. Cái lúc mà chị đến với đoàn phim là cũng mới thôi đó. Dạ đúng. Lần này trở lại chị thấy nó đẹp hơn đó. Cảm ơn chị. Đó là sự công sức của Ngọc Hiền, là xã của em với lại em làm công việc này. Thì thường thường các ông nào mà thành công đó đều cảm ơn cái công sức của bà xã. Cái là bình thường thôi. Các ông mới trả lời là thì tôi nịnh mỡ thôi, chứ tôi có nịnh mỡ anh mà tôi sợ. That's cute. Thì thưa quý vị, thì thật ra thì sau lưng một người đàn ông lúc nào phải có bóng một người đàn bà chứ. Thì nói tóm lại là khi mà mình có hạnh phúc gia đình á, mình có niềm vui trong lòng thì mình làm cái gì mình cũng hớn hở và dễ thành công hơn. Bây giờ cho phép em hỏi chị nè. Ngày hôm nay đầu năm, chị bước sang năm 2023 sẽ có gì lạ đối với lại danh ca Thanh Lan? Có gì lạ? Em biết nè. Em muốn nghe. Từ nay chị nghe của em rồi, bây giờ em muốn nghe của chị. Dạ, cảm ơn Quốc Thái. Cái này chắc là Quốc Thái có lòng tốt muốn Thanh Lan nói về Thanh Lan cho quý vị nghe mà. Không phải đâu, tại vì nếu có nghề nghiệp của em truyền thông. Thì vừa rồi á, trong những ngày vừa qua chị rất vui với cái hồi ký của chị được sự thành công lớn chứ không phải nhỏ đâu. Beautiful. Dạ, congratulations. Rất là thành công không ngờ. Cho nên là bây giờ thì có nhiều độc giả, bây giờ không phải là khán giả nữa mà là độc giả yêu cầu Thanh Lan viết quyển sách thứ hai. Nên bây giờ đã bắt tay vào viết. Nhưng mà nó sẽ là chủ đề gì? Nhưng mà giấu chủ đề chứ dĩ nhiên là không phải là hồi ký nữa. Hồi ký thì chỉ có một lần trong đời thôi chứ ai mà viết hồi ký hai lần. Đó. Tại vì dài quá phải viết hai lần sao? Không, Thanh Lan đã gom hết trong cuốn đó cho nên nó mới tờ 400 trang. Đó. Thì là bây giờ viết quyển sách thứ hai. Và trong cái năm vừa qua thì Thanh Lan cũng có viết lời cho bài hát của nhạc của anh Phạm Anh Dũng làm nhạc. Buồn cười lắm, có một buổi sáng đẹp trời đầu năm 2023. Năm ngoái, anh gửi tới cho Thanh Lan một cái tờ toàn là nốt nhạc không. Xong bảo, Thanh Lan viết lời đi. Chị đọc nốt được mà. Thì đó, cho nên cứ theo cái format đó mà làm. Và bây giờ viết được mười mấy bài rồi. Giỏi quá nhỉ. Thì là trong cái năm 2023 này có hai cái New Year's Resolutions. Không phải là một mà là hai. Là sẽ ra một CD 10 bài hát do Thanh Lan viết lời. Nhạc Phạm Anh Dũng. Chị hát luôn. Chị hát luôn dĩ nhiên. Để coi có bài nào có cần giọng nam chị cho em chung với chị một bài lấy kỷ niệm đi chứ còn đợi gì nữa không quý vị. Thì
Thưa quý vị có nghe Quốc Thái hát không chứ? Thường thường Quốc Thái thì nói nhiều hơn hát, nhưng mà hát cũng đâu thua gì nói đâu. Chị biết không, em là phát xuất từ hát chứ không phải là, là nói nhá. Sau này cái khi mà mình làm đài radio TV rồi, người ta mới nói ok thôi anh Thái làm MC đi, giữ đền giữ kia. Nhưng mà thật ra thì hát vẫn là cái chính của em từ mấy bốn phương đến bây giờ. Đúng rồi. Em vẫn đi hát hả chị? Thôi chị còn ở Việt Nam chưa qua tới đây á. Chị đã nghe tới tên tuổi ban nhạc mấy bốn phương rồi. Đấy, thấy những tấm hình, thấy những cái gì mà các em đã làm. Chị lúc nào cũng mến Phi Khanh. Do vậy khi mình sinh nhật cứ tới làm tại Blue đó. Đúng rồi. Hy vọng là có một ngày nào đó mình lại có cái dịp để mà hát chung với nhau. Hôm nay thì đầu năm, hồi nãy chị chúc khán giả, chứ này mới chúc em, quên chúc khán giả. Bây giờ chúc đâu sợ nó có muộn đâu. Chúc tất cả quý vị khán giả trong năm mới con mèo này nè, thì dĩ nhiên là không có bị mèo cào mà các ông cũng không nên đi tìm thêm nhiều mèo. Tuy nhiên là con mèo là một con vật rất là dễ thương, nhõng nhẽo, hay tới cả vào người mình đấy. Cho nên thì các ông thích thế đó, nên là con mèo trong năm con mèo, Thanh Lan hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ thấy một cái cuộc đời nó là dễ thương, đời đem đến cho mình tất cả những cái gì mà mình thích, mình ước trong năm mới thì tất cả sẽ biến thành sự thật, giống như Thanh Lan ước sẽ ra được quyển sách và sẽ ra được CD, thì hy vọng rằng trong năm mới sẽ ra được và quý vị cũng sẽ yêu quyển sách trong năm này của Thanh Lan giống như quyển sách năm ngoái vậy. Dễ thương chị. Em thương chị nói gì em không thương. Em thấy chị Thanh Lan nguyên cả cái cuộc sống của chị cho từ bên Việt Nam cho đến Mỹ, chị qua bao nhiêu những cái thăng trầm, có lúc lên thiệt là nhưng có những lúc chị xuống, em nhìn thấy được thì có nhiều người đạp chị lắm em ơi. Em hiểu cái đó thì nhưng mà chị vẫn tươi cười đến ngày hôm nay ngồi với chị sau 30 năm tại Mỹ, đời trước đó nữa thì cái khuôn mặt của chị, cái nụ cười của chị vẫn rạng rỡ, không có một cái gì nào mà nó nhìn thấy nó mệt nhọc cả. Dạ. Đó, cái đó là cái độc đáo nhất của Thanh Lan. Em và có lẽ là trời ban cho chị cái đó. Và chị cũng giữ được cái đó để cho chị không có phụ lòng khán giả của chị khi chị bước lên sân khấu. Cái đó là một người nghệ sĩ chân chính và một người nghệ sĩ rất là chân thật. Thì nói đúng ra thì cuộc đời của mình sống là cho khán giả. Chứ nếu mà mình không có khán giả thì mình cũng không có niềm vui, mà khán giả không thấy mình, khán giả cũng mất vui. Đúng rồi. Mà nếu mà mình ra sân khấu mà cứ sầu bi ngoài sầu bi quá thì khán giả cũng rầu cho mình. Cho nên là khi mà bước ra sân khấu cái là phải cười với khán giả ngay. Và hiện nay thì Thanh Lan cũng rất là hạnh phúc với niềm tin yêu của khán giả đã dành cho Thanh Lan cũng là gần 2 năm nay rồi đó. Dạ. Thì là 2 năm là cho cái chương trình của chị Thanh Lan show thôi. Nhưng mà mấy chục năm rồi, chị cứ nói vừa 2 năm em lại tưởng ủa 2 năm mới Thanh Lan đổi đây à. Không, thật ra thì hát cũng 50 năm rồi đó. Yeah, wow. Còn nếu mà tính mà từ hồi mà ban Việt Nhi lúc đó mới là Thanh Lan hát cũng là chắc cũng phải 60 năm rồi chứ phải ít. Đó. Nếu mà tính từ ngày đầu tiên. Nhưng mà chưa có chương trình nào mà gọi là kỷ niệm 50 năm, 60 năm như là chị vừa mới nói rằng hả? Nói tóm lại là từ nhỏ tới lớn mình không có thích toán, cho nên mình không có thích đếm con số. Thích văn thôi mà, gì phải không? Mà mình chỉ thích văn thôi, mà mình chỉ không cần biết tới thời gian trôi qua, cho nên mình không đếm chị. Không biết tới con số. Ây da da. Thì mình chỉ biết mình là Thanh Lan. Và mình chỉ biết rằng quý vị khán thính giả, độc giả đang yêu mến, đang trao tất cả niềm tin vào Thanh Lan. Nên Thanh Lan lúc nào cũng phải cố gắng. Tại vì mình nếu mà mọi người tiến lên mà mình đứng tại chỗ là mình đang đi lùi đó. Đó, cho nên mình phải chạy theo mọi người chứ. Cũng thấy chạy lẹ hơn chị này. Giỏi quá. Đầu năm thì Thanh Lan đến thăm Quốc Thái để thân ái chúc Quốc Thái lúc nào cũng thành công trong cuộc sống, lúc nào cũng nụ cười trên môi, tới bây giờ vẫn nụ cười đó thôi chứ chả thay đổi gì cả. Thì cuộc sống mà đem đến cho chúng ta nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc thì mình sẽ vui. Nếu mà mình vui thì mình có gì biết không, mình vui mình sẽ có sức khỏe. Dạ, yeah, mà sức khỏe thì là trên hết. Sức khỏe là vàng mà, vàng thì phải vào Cutie Golden. Yeah, you go, cảm ơn chị Thanh Lan. Quốc Thái dùng nơi này để mà cảm ơn tất cả quý khán giả gần xa, thay mặt cho Ngọc Hiền cũng như đứng anh em ở trong Cutie Golden Marketplace, tức là cái trung tâm mua sắm và ăn uống ở thành phố Gangro này, chúc quý vị nhiều sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng và lúc nào cũng cười tươi như hoa như là chị Thanh Lan vậy đó là đủ rồi. Và thưa với quý vị, xin hãy ủng hộ cho người Việt Nam chúng ta ngay ở tại thành phố Gangro này để mà cái cuộc sống của chúng ta nó càng thăng hoa hơn, giúp ích cho những người bán hàng ở đây họ có thêm tiền, có thêm được sức khỏe, có thêm được sức mạnh từ quý vị khán giả.
thì Beauty Garden Marketplace này sẽ thăng hoa mạnh hơn. Cái địa chỉ tới là 9772 trên đường Garden Grove, thành phố Garden Grove. Mời quý vị ghé đến nha. Cảm ơn quý vị. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Dạ, xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Tới đây chị cũng thấy thoải mái quá. Dạ. Em có biết là em là người đầu tiên mà chị thăm trong năm nay không? Cảm ơn chị nhiều lắm lắm luôn. Chị là thường thường làm show là chỉ có một mình chị thôi đúng không? Chị ngồi nói một mình không à. Lần đầu tiên mà bày đặt ra đó, có người đối thoại nó cũng vui hơn. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà em cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Chị rồi thành công trong năm 2023. Dạ. Những cái gì mà chị mong ước sẽ được toại nguyện và the end of 23 sẽ là cái gì nổi nhất cho chị Thanh Lan? Chạm với có nổi hay không á, nổi hay không nhờ quý vị nhé, quý vị ơi. Đây này, phải uống tí nước. Hello cà phê, ok. Hello cà phê. Cảm ơn chị, giữ gìn sức khỏe chị nha. Em cũng vậy nha, dạ, cảm ơn chị đi nha. Bye. Cảm ơn khán giả, thank you. Dạ, bye bye. Năm mới sang, mùa xuân đã hân hoan đến khắp mọi nhà. Kìa bao cô gái thanh xuân tung tăng khoe màu áo mới, màu áo tung bay tựa như cánh bướm chào đón mùa xuân về. Nào ta vui đón mùa xuân mới sang, ngàn hoa thắm muôn hương theo gió xuân về. Kìa muôn tia nắng xuân tươi lung linh cho đời ấm áp, dạo bước lang thang ngàn xa cánh én lượn đón mùa xuân sang. Xin chào người không quen, hãy cho nhau nụ cười để xóa hết ưu tư một năm qua muộn phiền. Chào người thân quen, hãy chia nhau tình người cùng nắm lấy tay nhau cười vang trong gió. Xuân về
kìa muôn tia nắng xuân tươi lung linh cho đời ấm áp. Dạo bước lang thang ngàn xa cánh én lượn đón mùa xuân sang. Xin chào người không quen, hãy cho nhau nụ cười để xóa hết ưu tư một năm qua muộn phiền. Xin chào người thân quen, hãy chia nhau tình người cùng nắm lấy tay nhau cười vàng trong gió xuân về. Con cảm tạ Chúa đã ban mùa xuân trên đời, thay màu xanh lá trên muôn ngàn cỏ cây, có mưa xuân nhẹ bay không gian như lắng đọng êm êm chào đón phút giao thừa. Con chắp tay nguyện cầu xin Chúa ban cho muôn nhà hạnh phúc thịnh vượng và an khang, cùng đón một năm mới an lành. Con cảm tạ Chúa đã ban mùa xuân trên đời, thay màu xanh lá trên muôn ngàn cỏ cây, có mưa xuân nhẹ bay không gian như lắng đọng, êm êm chào đón phút giây.